Đây là Madam VinFast Global, Lê Thị Thu Thủy đang được phỏng vấn và những người YouTuber của người Việt Nam. You want to take a picture together? All right. You did awesome up there. Monroe Live. Bây giờ mình ready to go. I promise no mics will be. Congratulations. Have a great day. Anh xong rồi đừng không gặp chị đó, chị nói thoải mái. Oh, there's my phone. One more. The most special. I took several. All right, perfect. Thank you. Can you send to Sandy? Yeah. Send it to her right now. All right. Thank you. Thank you. Mà đang thử cái này cho khán giả Việt Nam của mình nhiều lắm. Mình là lái xe VinFast F8 á. Super Nam. Mình rất là admire các lãnh đạo VinFast phụ nữ, rất là mình rất là tự hào. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh đã tin tưởng VinFast xe sẽ càng ngày càng tốt lên ạ. Dạ, rất là tài giỏi, mấy cả mình rất là ấn tượng, rất mấy người nước ngoài họ rất là thích mấy người CEO của VinFast là phụ nữ. Không những tài giỏi mà thông minh. Dạ, mày còn được biết là Madam Thủy là tuổi nhất dần, cho nên là rất là giỏi. Tại vì những người tuổi nhất dần rất là giỏi và thành công. Và Tinh Phát đã chọn đúng người. Chúc mừng Tinh Phát. I just wanted to say goodbye. Thank you so much. Congratulations. What a great day for you. Absolutely. He said that you gave him some hot Yeah, much deserved.